Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách canh lề trong Word Tại sao chúng ta lại phải canh lề trong Word Bởi vì khi các bạn chúng ta canh lề trong Word á Thì nội dung in ra nó sẽ nằm giữa tờ giấy Giả sử như ở đây Ở đây tôi có một văn bản này Văn bản này đã canh lề trước khi in ra Thì các bạn thấy nội dung sẽ được tập trung ở giữa này Nhìn rất là đẹp Nó cách lề trên là 2cm Lề trái là 3cm Và lề phải là 2cm đó, nội dung hiển thị rất là đẹp. Còn đối với nội dung này của tôi á, tôi chưa canh lề. Nếu mà tôi chưa canh lề mà tôi in ra thì kết quả sẽ như thế này. Bây giờ tôi sẽ bấm vào print này. Thì các bạn thấy, nếu mà tôi không canh lề mà tôi in ra thì nội dung nó sẽ không nằm giữa tờ giấy. Nó quá sát lề trái này. Lề phải cũng tương tự như vậy, lề trên cũng như vậy. Nếu mà để in như thế này thì rất là xấu, thậm chí là rất là khó đọc. Vì vậy các bạn chúng ta khi sẵn thảo nội dung á, bắt buộc các bạn chúng ta phải canh lề. Thì khi đó in ra mới đẹp. thì Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách canh lề. Và lưu ý nha, các bạn chúng ta phải thực hiện thao tác canh lề trước khi các bạn chúng ta sẵn thảo nội dung nha. Do ở đây tôi làm mẫu cho các bạn thấy nên tôi đã sẵn thảo nội dung trước rồi. Chứ còn thực tế á, các bạn chúng ta phải canh lề trước khi các bạn chúng ta sẵn thảo nội dung. Rồi cách canh lề thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là các bạn chúng ta sẽ vào tab layout Thì lưu ý nha Nếu mà bạn nào sử dụng Word 2007 2010 và 2013 Thì các bạn chọn vào tab Bay layout Còn bạn nào sử dụng Word 2016 trở lên đó, Thì bạn chọn vào tab layout Ở đây tôi đang sử dụng là Word 2019 Nên tôi sẽ chọn vào tab layout Tiếp theo tôi sẽ rê chuột vào nhóm là Basic up Bây giờ tôi sẽ bấm vào mũi tên chéo chỉ xuống này Tôi bấm vào Lúc này á nó sẽ hiển thị hợp thoại là Basic Up Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào tab margin để chúng ta canh lề. Top đó, tức là lề trên. Bây giờ tôi sẽ kéo xuống này. Top là lề trên đây. Bottom là lề dưới. Left là lề ở trái. Còn right á là lề phải. Vậy chúng ta nhập thông số như thế nào cho nó chuẩn? Thì ở đây chúng ta sẽ tham khảo Nghị định 30/2020 của Chính phủ về quy định soạn thảo văn bản hành chính nhà nước thì các bạn thấy đối với nghị định 30 2020 của chính phủ á Nó quy định cách lề như sau Định lề trang Cách mép trên và mép dưới là từ 20 cho tới 25mm Nếu mà chúng ta đổi qua cm á là 2 tới 2.5cm Cách mép trái á là 30 cho tới 35mm Tương ứng với 3 cho tới 3.5cm Cách mép phải á là từ 15 cho tới 20 mm. Tương ứng với là 1.5 tới 2 cm. Đó. Rồi sau khi các bạn chúng ta đã tham khảo nghị định 30 2020 của chính phủ về định lệ trang thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là nhập các thông số. Thì đối với nghị định 30 á quy định là từ 20 cho tới 25 mm. Thì ở đây tôi sẽ nhập là 2 cm nha đổi qua cm luôn bot cũng vậy tôi sẽ là để là 2 cm còn led đó là từ 30 cho tới 35 mm nên tôi sẽ đổi qua cm ở đây tôi sẽ nhập là 3 rai á thì tôi sẽ nhập là 2 đó và lưu ý nha sau khi các bạn chúng ta đã nhập thông số cho lề rồi á các bạn chúng ta muốn in trên tờ giấy A4 cho nó đẹp á thì các bạn chúng ta phải chọn qua tab bay này sau đó các bạn nhớ chọn vào khổ giấy A4 nha Hoặc là chọn vào khổ giấy nào mà các bạn muốn in Nhưng mà thông thường là khổ giấy A4 Đó, thông số là top 2 Bottom 2 Led 3 Right 2 Đó, các bạn cứ nhập tất cả đều là 2 Chỉ có mỗi led là 3 mà thôi Rồi sau đó các bạn chúng ta chọn vào OK Đó, các bạn thấy không Khi canh lề á Nội dung nó sẽ tập trung ở giữa Nhìn rất là đẹp Chứ nó không có sát là trái lề trên và lề phải như lúc ban đầu bây giờ khi in ra này chọn vào print này đó nội dung nằm giữa tờ giấy nó cách lề trên lề trái và lề phải bây giờ tôi sẽ phong lớn cái văn bản này lên này đó bạn thấy không nó đẹp hơn so với lúc ban đầu bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai để canh lề cách thứ hai sẽ giúp bạn căn lề nhanh hơn cách đầu tiên các bạn chúng ta sẽ rê chuột ở bên phải của thanh thước á nó treo chéo thế này sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột vào thì lúc này nó sẽ xuất hiện hộp thoại basic up sau đó các bạn chúng ta lần lượt nhập các thông số là trên là dưới là trái và lại phải vào sau đó các bạn bấm ok hoặc các bạn cũng có thể là rê chuột ở bên trái của thanh thước này sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm đúp chuột vào thì lúc này nó cũng xuất hiện hộp thoại basic up đó các bạn chúng ta sẽ lần lượt nhập các thông số vào cho ok còn nếu mà quạt của bạn á nó không hiển thị thanh thước thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab view. Sau đó các bạn chúng ta sẽ tích vào một ruler thì nó sẽ hiển thị thanh thước. Còn nếu mà quạt của bạn á đơn vị đo là in hoặc là mm mà các bạn chúng ta muốn đổi qua cm á thì các bạn chúng ta sẽ làm như sau này. Vào tab file. Sau đó các bạn chọn vào option. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện hộp thoại có tên là Word Option. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab Advanced. Sau đó các bạn chúng ta sẽ kéo xuống Rồi tới cái Một là display á Chỗ là shop measurement In unit of á Thì các bạn chúng ta sẽ chọn đơn vị đo là cm Sau đó các bạn chọn vào ok Thì khi các bạn chúng ta căn lề á Đơn vị đo sẽ hiển thị là cm Như vậy là trong video này tôi đã hướng dẫn cho bạn Cách canh lề để làm sao khi ra nó đẹp nhất Nếu thấy video hay hiểu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi